Thưa quý vị, gần 30 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp trong ngày. Đó là một trong những minh chứng rõ nét cho thấy tỉnh Long An đang nỗ lực xây dựng hình ảnh điểm đến đầu tư thân thiện và giàu tiềm năng. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành địa phương thường xuyên phối hợp chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, nhất là thu hút các nhà đầu tư lớn, nhà đầu tư có vai trò dẫn dắt để tận dụng tối đa lợi thế hiện nay của tỉnh. Đồng thời, quan tâm cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngay trong ngày, căn cứ thực trạng giải phóng mặt bằng và tình hình triển khai đầu tư hạ tầng thực tế tại các khu công nghiệp, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ban Quản lý Khu Kinh tế đề nghị chủ đầu tư khu công nghiệp xây dựng kế hoạch cụ thể, đề xuất khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật nhằm đưa khu công nghiệp đi vào hoạt động. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 176.700 lao động đang làm việc tại hơn 1.500 doanh nghiệp trong khu công nghiệp, với gần 3.000 lao động nước ngoài, trong đó có gần 630 doanh nghiệp trên dự án nước ngoài FDI và gần 940 doanh nghiệp trong nước. Năm qua, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp góp hơn 5.100 tỷ đồng vào ngân sách tỉnh. Riêng 6 tháng đầu năm 2022 đã nộp ngân sách tỉnh hơn 2.800 tỷ đồng.